Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách cánh diều, vở bài tập toán 4, tập 1. Bài 32. Nhân với số có hai chữ số, trang 82-83. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1, tính. Ở bài tập 1 là 4 phép nhân với số có hai chữ số. Bài yêu cầu chúng ta tính. Ở đây, bài đã đặt sẵn phép tính, chúng ta chỉ thực hiện phép tính nhân. Chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái. 36 nhân 12. Đầu tiên chúng ta nhân tích riêng thứ nhất. 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Tiếp tục chúng ta nhân tích riêng thứ hai. 1 nhân 6 bằng 6. Tích riêng thứ hai thì chúng ta lùi sang bên trái một chữ số so với tích riêng thứ nhất. 6 chúng ta viết dưới số 7. 1 nhân 3 bằng 3, viết 3. Sau khi nhân xong tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai, chúng ta viết dấu gạch ngang để chúng ta cộng tích chung. 2 hạ 2. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. 36 nhân 12 bằng 432. 24 nhân 49. Chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái. Ta nhân tích riêng thứ nhất. 9 nhân 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 9 nhân 2 bằng 18, thêm 3 bằng 21, viết 21. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Tích riêng thứ hai chúng ta lùi sang bên trái một chữ số. 4 nhân 4 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Viết dấu gạch ngang để chúng ta cộng tích chung. 6 hạ 6. 1 cộng 6 bằng 7, viết 7. 2 cộng 9 bằng 11, viết 11. 24 nhân 49 bằng 1176. Phép nhân thứ 3, 48 nhân 61. Chúng ta nhân tích riêng thứ nhất. 1 nhân 8 bằng 8, viết 8. 1 nhân 4 bằng 4, viết 4. 6 nhân 8 bằng 48, viết 8, nhớ 4. Tích riêng thứ hai chúng ta viết lùi sang bên trái một cột. 6 x 8 bằng 48, viết 8, nhớ 4. 6 x 4 bằng 24, nhớ 4 bằng 28, viết 28. Hạ 8. 4 cộng 8 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. Hạ 2. 48 nhân 61 bằng 2928. Phép tính nhân cuối cùng, 75 nhân 43. Chúng ta nhân tích riêng thứ nhất. 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 7 bằng 21, thêm 1 bằng 22, viết 22. 4 nhân 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 7 bằng 28, thêm 2 bằng 30, viết 30. Năm hạ 5. 2 cộng 0 bằng 2, viết 2. 2 cộng 0 bằng 2, viết 2, hạ 3. 75 nhân 43 bằng 3225. Bài 1 vừa rồi chúng mình đã thực hiện phép nhân với số có 2 chữ số. Khi nhân với số có 2 chữ số thì chúng ta nhân từng tích riêng. Đấy. Ta nhân tích riêng thứ nhất.
Tích riêng thứ hai. Bài 2 đặt tính rồi tính. Như vậy bài 2 có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Ở bài tập 2 là bốn phép nhân. Bốn phép nhân này là nhân với số có hai chữ số. Phép nhân thứ nhất 369 nhân 12. Cô giáo đặt tính. Cô viết thừa số thứ nhất 369. Viết dấu nhân bên trái giữa hai thừa số. Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất nhân với 12. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Ta thực hiện nhân từ phải sang trái. Trước tiên ta nhân tích riêng thứ nhất. 2 x 9 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 2 x 6 bằng 12. Thêm 1 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6. Thêm 1 bằng 7. Viết 7. Tích riêng thứ hai 1 x 9 bằng 9. Chúng ta lùi sang bên trái 1 cột. Viết lùi sang bên trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất. 1 x 6 bằng 6, viết 6. 1 x 3 bằng 3, viết 3. Ta cộng tích chung 8, hạ 8. 3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 7 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, viết 4. 369 nhân 12 bằng 4.428. Phép nhân thứ hai 218 nhân 34. Cô giáo đặt tính. 218 nhân 34. Ta thực hiện nhân từ phải sang trái. Trước tiên ta nhân tích riêng thứ nhất. 4 x 8 bằng 32. Viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4. Thêm 3 bằng 7. Viết 7. 4 x 2 bằng 8. Viết 8. Tích riêng thứ hai 3 x 8 bằng 24. Viết 4 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3. Nhớ 2 bằng 5. Viết 5. 3 x 2 bằng 6, viết 6. Chúng ta cộng tích chung 2, hạ 2, viết 2. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 8 cộng 5 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 218 x 34 bằng 7.412. Phép nhân thứ 3, 412 nhân 21. Một nhân 2 bằng 2, viết 2. 1 nhân 1 bằng 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4, viết 4. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, viết 8. Hai hạ 2, viết 2. 1 cộng 4 bằng 5, viết 5. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 8 hạ 8. 412 x 21 bằng 8.652. Phép nhân cuối cùng 700 785 nhân 23. Ba nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 8 bằng 24, nhớ 1 bằng 25, viết 5, nhớ 2. 3 x 7 bằng 21, thêm 2 bằng 23.
viết 23. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 8 bằng 16, thêm 1 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 2 x 7 bằng 14, thêm 1 bằng 15, viết 15. 5 hạ 5. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8, hạ 1. 785 x 23. Bài 3. Vườn dâu tây nhà chị Na có 31 luống, mỗi luống có 26 cây. Hỏi vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả bao nhiêu cây dâu tây? Biết rằng vườn dâu tây nhà chị Na có 31 luống, mà mỗi luống thì trồng được 26 cây. Bà yêu cầu chúng ta tính xem cả cái vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả bao nhiêu cây dâu tây. Muốn biết vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả bao nhiêu cây dâu tây, chúng ta lấy số cây của một luống là 26 nhân với số luống là 31. Như vậy chúng ta có phép nhân 26 nhân với 31. Một nhân 6 bằng 6, viết 6. 1 nhân 2 bằng 2, viết 2. 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Hạ 6. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. 26 nhân 31 bằng 806. Như vậy vườn dâu tây nhà chị Na có 806 cây dâu tây. Và sau đây cô giáo đọc lời giải. Vườn dâu tây nhà chị Na có tất cả số cây dâu tây là 26 x 31 bằng 806 cây. Đáp số 806 cây. Bài tập 3 vừa rồi chúng mình đã giải bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân. Bài 4. Tim một người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ. Đây là hình ảnh một quả tim. Đấy, và đây là những động mạch và tĩnh mạch máu. Đấy. Máu từ ở tim đi nuôi cơ thể. Một người khỏe mạnh bình thường thì mỗi phút đập khoảng 75 lần. Bài yêu cầu chúng ta tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ. Một giờ bằng 60 phút. Mà một phút trái tim của người khỏe mạnh bình thường đập 75 lần. Tính số lần đập của trái tim người đó trong 24 giờ. Đấy, 24 giờ đập bao nhiêu lần? Muốn biết trong một ngày, đấy, 24 giờ tức là một ngày, trái tim của người khỏe mạnh bình thường đập bao nhiêu lần? Thì bây giờ chúng ta phải tính xem là một giờ đúng không? Biết một phút là đập 75 lần. Thì bây giờ chúng ta phải tính được một giờ là trái tim đó đập bao nhiêu lần, sau đó chúng ta mới tính được 24 giờ, phải không? 1 giờ. Số lần đập là 75 nhân với 60 bằng 4.500 lần. Ta tính được 1 giờ là 4.500 lần. Bây giờ chúng ta tính 24 giờ. Số lần đập là chúng ta lấy 4.500 nhân với 24.
bằng 108.000 lần. Đấy, như vậy số lần đập của một người có trái tim khỏe mạnh bình thường. Bài 5. Một sân bay quốc tế trung bình mỗi giờ thực hiện 44 chuyến bay đến và đi. Hỏi mỗi ngày sân bay đó thực hiện bao nhiêu chuyến bay đến và đi. Quan sát tranh vẽ chúng ta thấy đây là một sân bay quốc tế, phải không? Mỗi giờ có những 44 chuyến máy bay đến và đi. Bài yêu cầu chúng ta tính xem là mỗi ngày sân bay đó thực hiện bao nhiêu chuyến bay đến và đi. Một ngày có 24 giờ. Muốn biết ngày đó, một ngày cái sân bay đó thực hiện bao nhiêu chuyến bay đến và đi thì chúng ta thấy chúng ta lấy cái số chuyến bay của một giờ, tức là lấy 44 nhân 24. Cô giáo có bài giải sau. Câu trả lời: mỗi ngày sân bay đó thực hiện số chuyến bay đến và đi là 44 nhân 24 bằng 1.056 chuyến bay. Đáp số 1.056 chuyến bay. Vừa rồi, cô cho mình đã làm các bài tập để củng cố về phép nhân với số có hai chữ số. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi.